Vâng, kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh, âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay em xin được test lại một quả súp bát 50 từ Neo với model ASB7118 hàng cao cấp của Mỹ trước khi gửi tới cho một vị khách. Và một vị khách đã sở hữu với một cặp loa JBL SG4735A CG2. Vâng, JBL SG4735A CG2. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu những các dòng sản phẩm được đánh giá cao cấp của Mỹ, xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết. Và bây giờ em dùng với một cục đẩy Crown Macratech 5000 PZ và sẽ đánh một kênh đánh cặp loa full, tức là một cặp loa JBL SG4735A CG2, và kênh còn lại sẽ phước ghép để đánh súp. Như vậy dùng một cục đẩy để có thể dùng cho một cặp loa và một quả súp. Nếu như kênh còn lại, nếu như quý vị nào dùng một cặp súp bát 50 thì kênh còn lại vẫn có thể ghép thêm. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe một bản test, trước hết là về chất âm của súp. Vâng, quý vị thân mến, với chất âm rất mềm mại và cửa và hiên đằng trước của Tây Audio đang kêu rì rào cả. Vâng, hiện nay một kênh đang đánh súp, còn một kênh đánh full em chưa lên. Vâng, như vậy trong thời gian tới, những quý vị nào có niềm đam mê để chơi thêm quả súp để cho bộ âm thanh của gia đình mình được hoàn hảo và không thiếu đi một giải tần nào, thì nên dùng những các dòng cục đẩy được có công suất mạnh để và chúng ta có thể dùng một kênh đánh full và một kênh đánh súp. Như vậy sẽ tiện, không phải dùng hai cục đẩy để chúng ta mới có thể có được tiếng súp để chơi. Vâng, rung hết nền nhà của quý vị ạ. Em ngồi mà thấy nền nhà nó cứ rung cái nền nhà. Vâng, và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một bản nhạc có lời. Sống núi nên vì dặm rồi càng yêu.
chưa về để dặm thương dặm nhớ, để khi đó đưa trên sông ngược bồi hồi, giọt mồ hôi vẫn vai chạm mặt vẫn vàng nhạt nhạt vẫn câu hát ngân nga. Có phải quê yêu đứng cánh muôn mặn đồng lăn nằm yên gió bao vòng cạn bao thâm đâm hồn quê sông núi nên nghĩ rằng rồi càng nhiều tấm clip mùa rồi thì audio đã test với một cặp loa kết hợp với một quả Subbass 50 hàng cao cấp của Mỹ, và bây giờ thì audio xin được dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu về mua sắm xin liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005.